Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tài, nhất định là cha ta sẽ giúp cậu đó. Nếu mà cha tôi không làm nổi, tại sao người lại không giúp tôi? Bà Bảo cánh tay nhỏ đánh vào trên đầu của Vương Quân Diệt, sau đó nhỏ giọng: "Ca ca là muốn tốt cho người đó. Người cho rằng tu vi cao thì sướng sao? Tu luyện Mao Sơn pháp thuật là phải cần tâm cảnh. Tâm cảnh của ngươi phải kiên định, căn bản là không thể đủ để chống đỡ một thân tu vi." "Ê, vậy tỷ tỷ của ta tại sao lại có thể?" Bà Bảo lại đánh cho Vương Quân Diệt một cái, tức giận: "Bình thường có thể không học Mao Sơn đạo thuật, nàng học là cổ thuật. Hơn nữa, ngươi cho rằng bình thường có thể giống người sao? Ca ca dẫn chúng ta đi khắp Hoa Hạ là tìm yêu ma quỷ quái bình thường để luyện tay đó." Vương Quân Diệt bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm: "Hết lần này tới lần khác không có mang ta đi đó." Bà Bảo vươn tay nhỏ lại đánh xuống, Vương Quân Diệt vội vàng tránh sang một bên. Bất quá hắn nhìn Bảo Thúc của mình có đọc tâm thuật vẫn bị đánh một cái, xoa xoa cái đầu: "Ta nói còn không có đúng sao? Người đó, nếu như còn nói, ta sẽ trói người lại dùng roi mà vụt người." Bà Bảo châu cái miệng nhỏ nhắn nói: "Mao Sơn, ngươi và Trần Thần là hai truyền nhân duy nhất. Các ngươi phải đảm nhiệm một phương, phải có trách nhiệm. Tiểu Quân Diệt, ngươi xuống núi thời gian cũng không có ngắn. Ngươi cũng thấy đó, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, người tin tưởng đạo thuật càng ngày càng ít. Các ngươi phải đem Mao Sơn phát dương quang đại." "Ê, nói thì là nói như vậy thôi, thế nhưng mà rất là khó khăn đó." "Nếu như không khó thì ca ca làm sao sẽ chỉ thu một mình Trần Thần làm đệ tử?" "Được rồi, ta hiểu rồi." Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của bà Bảo hiện lên một nụ cười: "Hiểu là tốt rồi." Chính sự đã làm xong, bà Bảo tít mắt một vòng nhìn lên người của Đỗ Nguyệt Như, một bộ cặp mắt ham gái: "Tiểu cô nương, ngươi đã có bạn trai chưa?" Bọn Hứa Đại Tráng nhìn thấy hắn như vậy cười lớn. Đỗ Nguyệt Như khẽ mỉm cười chỉ Vương Quân Diệt: "Hắn là bạn trai của ta đó." Bà Bảo ngẩn ra nhìn về phía Vương Quân Diệt: "Tiểu Quân Diệt, người không xứng đáng đâu, người không có đứng đắn, kết bạn gái còn không có mách với Bảo Thúc." Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến, bất đắc dĩ: "Bảo Thúc lần trước là chính là nàng, là người đi Trung Nam Sơn tìm cha chữa bệnh đó." "Là nàng? Không không không, đúng rồi, lần trước nàng đâu có xinh đẹp như vậy đâu." "Bảo Thúc, người có thể tử tế một chút được không?" "Ta chỉ là một đứa bé, làm sao phải tử tế?" Vương Quân Diệt biết rõ mình gặp phải Bảo Thúc này cũng không thể tranh luận được với hắn. Vương Khả nhìn thấy Vương Quân Diệt liền nhận ra ngay chính là Đỗ Nguyệt Như lần trước đã được một người nhà đưa đến trên Trung Nam Sơn để cha mình chữa bệnh. Đây là việc của Vương Quân Diệt, nàng cũng không quan tâm nhiều. Vương Quân Diệt nhìn Vương Khả: "Tỷ tỷ à, tỷ định lúc nào thì tìm Quỷ Kiếm Bà?" "Ngày mai đó." Vương Quân Diệt gật đầu nói với lại cha của Sương Sườn: "Thúc thúc, vậy phiền các người thu thập một căn phòng nữa cho tỷ tỷ của con." "À không sao, ok thôi." Cha của Sương Sườn cởi mở cười nói: "Các người chữa hết bệnh của Tiểu Bân, chúng ta còn cảm ơn không được đó, không tưởng tượng nổi, các người lại khách khí rồi." Nói xong lão nhìn Tử Bá: "Tử Bá, ông để bảo cho Hứa Thẩm dọn một căn phòng nữa đi." "Dạ vâng." Bà Bảo nháy mắt một cái nhìn chằm chằm cha của Sương Sườn: "Này, thật sự là người quen lắm đó."
Cha của Sương Sườn cười một tiếng, quay lên lầu 2. Thời điểm đi xuống, trong tay cầm một tấm thẻ ngân hàng. Hắn đem tấm thẻ đưa cho Sương Sườn. Tiểu Bân, đưa bọn họ đi chơi thoải mái ở thủ đô đi. Dạ con biết. Sương Sườn muốn cầm thẻ ngân hàng, đột nhiên bàn tay nhỏ cầm lấy thẻ. Bà Bảo hai mắt bốc cháy. Hi, thật là nhiều tiền, có thể mua đồ ăn ngon rồi. Bảo Thúc, đó là đồ của người khác mà. Không, trong tay ta là của ta đó. Bà Bảo chu cái miệng nhỏ. Ngươi không mang ta đi ăn, ta về sẽ nói với cha người đó, phạt người đó. Bảo Thúc, con đâu có chọc giận gì người đâu. Không biết, dù sao ngươi là chọc giận ta rồi. Bà Bảo lăn ở trên salon mất hứng nói. Cha của Sương Sườn cười một tiếng, gật đầu với Từ Bá. Từ Bá lên lầu lấy thêm một tấm thẻ. Bà Bảo nhìn một cái, thế vậy Vương Quân Diệt vội đem thẻ ngân hàng đưa cho Sương Sườn. Thằng tiểu quỷ hẹp hòi. Buổi chiều ăn cơm tối xong, bọn Vương Quân Diệt đang ngồi trên salon nói chuyện phiếm. Đúng lúc này, hai đạo bóng người cuống cuồng chạy vào, chính là Nhị Thúc và Nhị Thẩm nhà Sương Sườn. Hai người sắc mặt cuống cuồng. Nhị Thẩm của Sương Sườn đang lau nước mắt. Cha của Sương Sườn thình lình đứng dậy. Làm sao vậy? Oanh oanh, nó không thấy đâu. Cái gì? Cha mẹ của Sương Sườn kêu lên. Làm sao lại không thấy oanh oanh? 3 tiếng trước oanh oanh nói là đến nhà bạn của nó xem chiếu phim. Thế nhưng mà chúng ta gọi điện cho oánh oánh, điện thoại của nó không có sóng đâu. Chúng ta đi sẽ đến chỗ xem thì phát hiện là phát hiện cái gì? Ở đó không có ai cả. Không có, cô chắc chắn chứ? Nhị Thúc của Sương Sườn ở bên kia gật đầu. Lúc đầu chúng em còn tưởng rằng tìm nhầm chỗ, nhưng sau khi hỏi lại thì mọi người đều nói là chỗ đó. Đã báo cảnh sát chưa? Báo rồi, cảnh sát cũng không nhìn ra vấn đề gì. Nghe những người trước nói ở bên trong ít nhất có 200 người, 200 người này đều biến mất đó. Cha mẹ của Sương Sườn thoáng bối rối, bọn họ cũng không rõ là chuyện gì. Vương Quân Diệt nhìn Vương Khả. Chị biết có chuyện gì không? Vương Khả yên lặng một chút, chậm rãi. Ta cảm giác một nơi có thể chứa đựng đến cả 100 người, trong nháy mắt biến mất là không có khả năng đâu. Bình thường không thấy, có lẽ là bọn họ bị che mắt đó. Không thể nào. Không chỉ chúng tôi không thấy được mà những người khác cũng không thấy đó. Các người chỗ đó có sương mù không? Có, là sương mù rất nhiều. Nghe vậy, Vương Khả mỉm cười. Tiểu đệ, xem ra chúng ta phải đi xem một chút. Tỷ biết có chuyện gì sao? Chờ một chút suy đoán thôi. Bất quá để xác định chắc chắn thì phải xem mới biết. Cha của Sương Sườn nhìn huynh đệ. Lão nhị, ngớ ra làm gì? Chú mau mau dẫn đường đi. Dạ vâng vâng. Đoàn người ra khỏi biệt thự, lên 2 chiếc xe. Ở trên xe, Nhị Thẩm kéo Vương Khả nghẹn ngào. Cô gái, cô nhất định phải giúp oánh oánh nhà chúng tôi đó. À gì đừng lo, con gái các người không sao đâu. Ở rạp chiếu bóng tên là bộ phim vai diễn bóng dáng và ánh đèn vai diễn, là một loại bìa các tông cắt thành hình nhân vật để đứng ở cửa. Lúc chiếu phim, các nghệ nhân ở sau màn che điều khiển những con rối này. Đây là một giảng thuật cố sự rất hợp lý, cũng là để cho mọi người xem ôn lại văn hóa dân gian. Phạm vi lưu hành của cái loại hình này cực kỳ rộng rãi, cũng bởi vì ở nơi đây là một nơi cũng thuộc dạng cổ xưa. Kịch đèn chiếu Trung Quốc là một truyền thống cổ xưa từ dân gian. Người bản xứ ở kinh thành gọi là bì ảnh kịch. Trong sử sách có ghi lại, kịch đèn chiếu bắt đầu từ thời Chiến Quốc ở Hán Triều, rất mạnh mẽ cho đến tận thời Đường, thời Tống. Ở thời Thanh và thời kỳ truyền đến Tây Á, tận Trung Âu cũng có. Có thể nói đây là một loại hình văn hóa rất lâu đời. Kịch đèn chiếu là báu vật của văn hóa Hoa Hạ, bị nhân loại xếp vào trong những di sản vật chất văn hóa. Ở thời đại hiện đại, kịch đèn chiếu xem còn thích hơn cả xem phim. Chỉ là những sư phụ hiểu biết về kịch đèn chiếu, biểu diễn tốt thì càng ngày càng hiếm. Theo như Vương Khả biết, sự tình cũng không có đơn giản, không có tầm thường một chút nào cả. Chương 1003, Người Giấy, phần 2.
Sau 20 mấy phút, xe dừng lại. Đoàn người xuống xe, nhìn thấy xung quanh đứng không ít người. Trong đó có rất nhiều người đang tỉ tê khóc. Nghĩ đến đều là những người có thân nhân bằng hữu mất tích. Trước mắt là một mảnh sương mù, không thấy rõ bất kỳ vật gì. Cảnh sát tìm đến đèn cường quang cũng chỉ có thể chiếu vào chừng một thước. Vương Quân Diệt hai chị em nhìn nhau, ánh mắt ngưng trọng, là tà khí rất nặng. Sương Sườn gãi gãi đầu, hỏi nhỏ, tiểu thư, nhìn liệu có vấn đề gì không? Nhị thúc và nhị thẩm của hắn khuôn mặt khát khao, nhìn hai chị em Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt gật đầu, nói nhỏ, vấn đề rất nghiêm trọng đó. Oánh oánh, nó có gặp nguy hiểm gì không? Cái này không rõ, bất quá, theo mức độ đậm đặc của tà khí, người biến mất tùy thời có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhị thẩm của Sương Sườn nghe nói như vậy, cặp mắt liền òa nhòa lệ, rồi muốn ngã xuống. Nhị thúc nhanh tay lẹ mắt vội vàng đỡ vợ của mình, ấn huyệt nhân trung. Trong phút chốc, nàng mở mắt, khóc đến thương tâm. Sương Sườn nóng nảy, tiểu tứ cậu nhất định phải cứu oanh oánh. Nó là mệnh căn của nhị thẩm và nhị thúc tôi đó. Tôi sẽ cố gắng làm hết sức. Nói xong, Vương Quân Diệt nói với Vương Khả, chị có thể phá vỡ tà khí không? Vương Khả lắc đầu, mức độ đậm đặc của tà khí ta chưa từng thấy bao giờ. Bây giờ chỉ có Bảo Thúc mới có thể làm được. Ta không làm được đâu. Ngồi trên bả vai của Vương Quân Diệt, bà Bảo khua chân mở miệng nói, Bảo Thúc người cũng không thể phá vỡ tà khí sao? Bà Bảo lắc đầu, không phải, ta nói ta không thể xua tan tà khí, bất quá có thể mở ra một đường vào bên trong đó. Hai chị em hai người hơi hồi hộp một chút, liền bằng tu vi của Bảo Thúc cũng không thể xua được tà khí. Chị, làm sao bây giờ? Vương Khả ngồi xuống, nhẹ giọng, mấy trăm người đã biến mất, cũng không ai biết là xảy ra chuyện gì, cho nên chúng ta phải đi xem một chút. Được, vậy chúng ta đi vào kiểm tra. Hai người nhìn về phía Bảo Bảo, bà Bảo nhảy xuống mặt đất, từ từ đi tới bên cạnh tà khí. Ở trên người tản mát ra một cỗ khí thế cực kỳ cường đại, đem tà khí đẩy lùi lại. Thế vậy, Vương Quân Diệt nhìn Sương Sườn, toàn bộ các cậu trở về trên xe đi, tà khí này rất nguy hiểm. Quân Diệt, cẩn thận một chút. Đỗ Nguyệt Như nhẹ giọng. Đúng vậy đó tiểu tứ, cậu phải chú ý an toàn đó. Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười, có Bảo Thúc ở đây sẽ không có việc gì đâu. Tiểu Quân Diệt, Vương Khả, mau lên một chút. Được rồi, tới đây. Vương Quân Diệt trả lời một tiếng, nhìn về phía Sương Sườn, rồi nhìn sang cha của hắn, thúc thúc, nếu như có thể, người bảo cảnh sát ở nơi này rất nguy hiểm đó, bảo bọn họ mau mau giải tán đám đông ở đây đi. Tiểu tử yên tâm, ta biết phải làm thế nào. Vương Quân Diệt gật đầu một cái, cùng Vương Khả đuổi theo Bảo Bảo đi vào. Đi vào bên trong tà khí, ở bên ngoài màn đen xì xì này, chen qua chen lấn, muốn đi vào. Bất quá bọn họ vừa tiếp xúc với tà khí, trực tiếp bị hất văng ra bên ngoài. Ở bên trong, tà khí vô cùng nồng đậm. Nếu như không phải có Bảo Bảo ở đây, tầm nhìn cơ bản chỉ là con số 0. Bà Bảo vừa dẫn đường, vừa phá vỡ tà khí, tốc độ cũng không phải là quá nhanh. Đi sai biệt độ 10 phút, một cỗ cổ vật kiến trúc hiện ra trong mắt của mấy người. Kiến trúc này ở trên treo một tấm bảng, viết rằng là rạp hát lớn thủ đô. Hai chị em nhìn nhau một cái, hẳn là chỗ này. Cánh cửa gỗ in hoa từ từ mở ra, ba người không hẹn mà cùng nhìn vào. Ở bên trong là một mảnh đen nhánh, cũng không thấy gì cả. Bất quá bọn họ lại cảm giác được một cỗ âm hàn chi khí đập vào mặt. Bà Bảo ngẩng đầu lên. Các người theo sát ta nghe chưa? Biết rồi. Mặc dù ta không biết là trò quỷ gì, nhưng mà tu vi rất cao đó. Bà Bảo ngưng trọng nói, hai chị em cũng ngưng trọng gật đầu. Đến bà cả Bảo Thúc vốn ham chơi mà còn nói như vậy, bọn họ thật sự cũng lo lắng. Đi vào thôi. Ba người chậm rãi đi vào nhà hát lớn. Đi được mấy bước, tiếng cửa gỗ cót két lại đóng lại. Kịch viện rất lớn, trong lúc nhất thời cũng không biết phải hạ thủ ở đâu.
phanh một tiếng, ba người quẹo vào một đường đi. Vương Quân Diệt ở sau lưng đánh mạnh một cái, hắn lảo đảo lao về phía trước, đụng vào vách tường, mạnh mẽ quay phát lại. Chị Bảo Thúc, cẩn thận một chút, có thứ đánh lén. Tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Vương Khả vội vàng, là trúng một chưởng nhưng không sao. Cẩn thận một chút đó. Ở trong bóng tối, đưa tay nằm không thấy năm ngón, ba người giống như bị mù, còn định đề phòng người trong tối đánh lén. Đúng lúc này, bọn họ cảm giác khí lưu trở nên dồn dập, một trận tiếng cười truyền vào trong tai, âm thanh nghe như là nghiến răng nghiến lợi. Vương Quân Diệt đưa tay bên hông móc ra một đạo linh phù quăng ra ngoài, phù quang lóe lên, mấy đạo thân ảnh quỷ dị cũng lóe lên. Bà Bảo hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhỏ đánh ra, phanh một tiếng trầm thấp, lập tức đánh thẳng vào đường đi tối om om kia. Bảo Thúc, ở trước mặt đó. Vương Khả cũng nhìn sang. Quyền ảnh của bà Bảo trùng trùng điệp điệp nhào tới, âm thanh trầm muộn đang không ngừng vang lên. Thế nhưng ba người chỉ có thể nhìn thấy được bóng dáng lướt qua, ngoại trừ lần đó cũng không có gì chú ý nữa. Khi dễ bà Bảo ta là con mèo sao? Đi tiếp thôi. Hai chị em cười cười một tiếng. Không biết Bảo Thúc này lại học được một bộ dáng bảo bảo quyền. Bộ ra bảo bảo quyền này thật sự là rất đáng yêu. Dọc đường đi, ba người gặp mấy đợt tấn công đều bị bà Bảo đón đỡ. Đột nhiên một cánh cửa bên trái mở ra, nghiêng đầu vào nhìn, bên trong tỏa ra lam quang u ám. Ở trong bày biện rất nhiều những người giấy, môi đỏ răng trắng. Vương Quân Diệt nhẹ giọng, Bảo Thúc, vừa rồi đánh lén giúp ta liệu có phải là người giấy? Ta không biết, đi vào xem một chút. Ba người đi vào trong mới phát hiện nhà rất lớn, bày đầy người giấy u ám. Vương Khả nói, đây là nhà hát, rõ ràng là một cửa hàng người giấy chứ. Phanh một tiếng, cửa phòng đóng lại. Ở trong phòng vang lên âm thanh chít chít. Chỉ thấy những người giấy môi đỏ răng trắng kia, ánh mắt trống rỗng bỗng lóe lên cam lam quang sâu kín. Người giấy lập tức di chuyển như là máy móc, hướng ba người vây lại. Vương Quân Diệt lập tức rút ra kiếm gỗ đào đưa cho Vương Khả, còn hắn dùng trảm quỷ đao. Người giấy người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào tới. Bà Bảo sử dụng ra bà Bảo quyền, đem toàn bộ người giấy nhào tới chia năm xẻ bảy. Còn chưa kịp để cho bọn họ thở phào, những mảnh nhỏ người giấy bị chém ra lại tụ lại. Trong nháy mắt có vô số người giấy mới xuất hiện. Tách ra, đối phó. Ba người tản ra, toàn bộ người giấy tự nhiên cũng chia ra làm ba phần, bao vây bọn họ lại. Kiếm quang, đao ảnh, quyền ảnh lóe lên lam quang sâu kín, chiếu đến ba phần của gian phòng. Người giấy bị đánh nát lại cứ hợp lại như vậy, tầng tầng lớp lớp, không thể giết nổi. Vương Quân Diệt bổ rách một người giấy. Ở bên trong người giấy này không có gì cả, thân thể đều là những nhánh trúc mà làm thành khung. Nhưng chính là loại chuyện hết sức bình thường này, giờ khắc này lại trở nên vô cùng lợi hại. Bảo Thúc, cứ như vậy đánh cũng không là biện pháp, chúng ta sớm muộn gì sẽ bị hao hết linh lực. Bà Bảo gấp đến độ nhảy cỡn lên. Ta không biết làm sao bây giờ, ta theo bên cạnh đại ca ca, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua hình ảnh quỷ dị như vậy đó. Chương 1004, người giấy phần 3. Chị thế nào? Ta cũng chưa bao giờ gặp qua loại cảnh tượng quỷ dị như vậy. Vương Quân Diệt yên lặng. Vương Khả ân cần gọi, chị, em không sao cả, xem ra lần này chúng ta phải nghĩ biện pháp thôi. Đám người giấy này cứ đánh nát lại tụ lại, nếu cứ như vậy tu vi của chúng ta cao thì linh lực cũng sẽ tiêu hao. Vậy người có biện pháp gì? Thử một chút rồi nói. Vương Quân Diệt móc ra một đạo linh phù quăng ra, một cơn gió lốc cuốn lên, đem toàn bộ người giấy hất văng. Tay kết ấn, linh phù run lên, một trận lửa màu vàng phun ra. Người giấy tiếp xúc với hỏa diễm giống như là củi khô gặp lửa, lập tức oành một tiếng bùng cháy. Chưa đầy một phút, toàn bộ người trong gian phòng này đều cháy bùng lên. Vương Quân Diệt ba người tụ lại một chỗ, nhìn toàn bộ đang cháy bùng bùng, nhưng người giấy vẫn hoạt động được, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Vương Khả nghe giọng nói,
Những người giấy này thật đáng sợ. Bộ dáng này vẫn còn có thể cử động được. Đáng sợ không phải là người giấy, mà là kẻ khống chế người giấy đó. Vậy chúng ta làm sao đây? Chờ những người giấy này cháy xong sao? Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt nhìn Bảo Bảo. Bảo thúc, dùng Bảo Bảo quyền đánh vỡ những người giấy này. Đánh vỡ họ làm gì vậy? Bảo Bảo ngẩng đầu hỏi nhỏ. Dùng túi thu những mảnh nhỏ lại. Nghe vậy, Bảo Bảo gật gật cái đầu, dùng ra Bảo Bảo quyền đem đánh nát người giấy. Trong nháy mắt, những tia lửa văng khắp nơi, cả căn nhà tràn đầy một mùi cháy. Vương Quân Diệt từ trong ba lô kéo ra hai tấm vải vàng, chân dẫm một cái, vải vàng trùm lên những mảnh vụn của người giấy. Vải vàng trải xuống đất toát ra một làn khói trắng, đồng thời còn kèm theo tiếng cười làm cho người ta ghê rợn. Vương Quân Diệt cắn ngón tay, ở trên vải vàng vẽ linh phù, phù quang lóe lên. Ở bên dưới vải vàng, người giấy run lên dữ dội, khói dày đặc tứ tán, làm cho người ta sợ hãi, còn có những tiếng kêu chói tai ảnh hưởng đến tâm thần của bọn họ. Vương Quân Diệt cắn chót lưỡi, một búng máu phun lên, một trận tiếng kêu thảm thiết vang dội. Khói dày đặc tỏa ra che kín cả tầm mắt của ba người. Bà Bảo xua tan khói dày đặc, mắt trợn lên, nhìn vải vàng dần dần yên xuống, nhỏ giọng: Tiểu Quân Diệt, thế nào? Vương Quân Diệt lau mồ hôi trên trán, vén vải vàng vừa nhìn, toàn bộ là những tờ giấy bị cháy thành tro bụi. Vương Khả mới nhẹ nhàng thở một hơi, nhỏ giọng: Nhìn bộ dáng này, người giấy chắc là đã không sống được. Bà Bảo lắc cái đầu nhỏ: Chúng ta tới đây đã gặp phải người giấy khó đối phó như vậy, thật không biết bên trong còn nguy hiểm gì nữa. Bảo thúc, người sợ sao? Ta mà sợ, ta đi theo ca ca lên tận thiên giới đó. Vương Quân Diệt trêu ghẹo: Bảo thúc, con nghe cha nói người đi thiên giới chỉ là đánh xì dầu, cũng chả cần làm gì. Tiểu Quân Diệt, ngươi là một tên tiểu bại hoại. Bà Bảo nghe được lời này của Vương Quân Diệt, thở phì phò nhảy lên vai hắn, bàn tay nhỏ đánh vài cái, đánh cho Vương Quân Diệt kêu ôi ôi. Bảo thúc đừng có đánh, là con sai, người không phải là lên thiên giới đánh xì dầu. Đột nhiên, Vương Khả thở dài, tỏ ý hai người nói nhỏ. Vương Quân Diệt cùng Bà Bảo dừng động tác, dựng đứng lỗ tai lắng nghe. Ở trên đường, có tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên. Vương Quân Diệt hướng Vương Khả phất tay. Hai chị em đi tới hai bên cửa, thân thể nửa ngồi, nín thở. Tiếng cót ca cót két, đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra. Hai người giấy theo nhịp bước máy móc bước vào. Trong ánh mắt trống rỗng lóe lên u quang, nhìn lên trên nhà, nhún lên hai cái. Vương Quân Diệt, hai chị em đột nhiên xuất thủ, đem hai người giấy này xé thành từng mảnh. Vương Quân Diệt kéo tấm vải vàng hất một cái, ném những mảnh nát của người giấy vào trong, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Vải vàng tỏa ra một đám khói trắng, thân thể của người giấy dần dần rũ xuống. Qua hơn một phút đồng hồ, mở vải vàng, thấy một đám tro bụi. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt nhẹ giọng: Xem ra lửa đối với người giấy không có chỗ dùng rồi. Khống chế người giấy, tà khí, cần phải dùng phương pháp áp chế tà khí, sau đó mới có thể đối phó với người giấy được. Lời này vừa nói, Vương Khả cùng Bảo Bảo nhìn chừng chừng Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt bị bọn họ nhìn đến sợ hãi, nhỏ giọng: Ấy, tôi toàn thân tổng cộng chỉ có chút máu như vậy, các người không thể chia phân cho các người nữa. Hơn nữa Bảo Thúc cũng là nam, máu của hắn còn có thể... Bà Bảo vỗ bả vai của Vương Quân Diệt: Tiểu Quân Diệt, ở trong một dạ hắc phong, ta đã âm thầm vào trong toàn chân giáo. Đến phòng của một nữ đạo sĩ 23 tuổi, ta không còn là nguyên dương thân nữa rồi. Vương Quân Diệt bị lời này của Bà Bảo làm cho sợ vãi cả đái, không ngừng ho khan. Bảo Thúc thật là ngữ xuất khinh thân. Vương Quân Diệt liếc mắt một cái, ám đạo: Bảo Thúc, người bé như vậy mà còn có thể... Lời còn chưa có nói xong thì Bà Bảo gõ cho hắn hai cái. Tiểu tử chu cái miệng nhỏ, mất hứng: Tiểu Quân Diệt, ngươi hoài nghi năng lực của Bảo Thúc sao? Không, tuyệt đối không mà. Ngươi không lừa được ta đâu, ta có đọc tâm thuật đó. Vương Quân Diệt thở dài: Quên vụ này đi. Sau đó nhẹ giọng: Bảo Thúc, người thật sự là mất nguyên dương thân. Thật đó.
Vậy làm sao người biết? Con không nỡ bỏ máu đi. Bà Bảo nháy mắt một cái. Vương Quân Diệt nhìn sang, một đầu đầy hắc tuyến, khuôn mặt bất đắc dĩ cắn ngón tay. Ở trên tay của bà Bảo vẽ lên hai đạo linh phù. Linh phù vẽ xong, bà Bảo yên tâm. Tiểu Quân Diệt, ngươi nên sớm làm như thế, nếu không là sẽ bị đánh đó. Vương Quân Diệt nhìn hắn một cái, đi tới trước mặt của Vương Khả, đưa tay của nàng vẽ lên hai đạo linh phù. Các người dùng ít thôi, máu của ta không có nhiều đâu. Được rồi, nhất định là sẽ dùng ít. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đi vào bên trong, chờ một chút khẳng định là sẽ gặp phải kỳ quái. Các người cẩn thận một chút. Tiểu Quân Diệt đừng có lo, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các người đó. Bà Bảo vỗ ngực, Bảo Thúc, người cũng đừng có khoác lác. Người nếu như bảo vệ được con và tỷ tỷ cũng sẽ không dùng máu của con đó. Người muốn ăn đòn sao? Bảo Thúc, tiểu đệ, hai người các ngươi đừng có ồn ào nữa đi. Nhìn xem ở đây là đâu, mau mau tìm đến chỗ người bị biến mất đi, rồi rời khỏi đây. Vương Quân Diệt gật đầu nhìn về phía Bảo Bảo. Bảo Thúc, con không cãi nhau với người, làm chính sự là vẫn quan trọng hơn đó. Ngươi không nói, ta cũng sẽ không nói. Bà Bảo nhảy xuống khỏi bả vai của Vương Quân Diệt. Ba người đi vào bên trong vách tường. Bà Bảo đi trước, Vương Quân Diệt đi giữa, Vương Khả đi sau cùng. Ba người cẩn thận, từng ly từng tí, đi xa khoảng 100 mét. Đi qua một khúc quanh, trước mặt truyền đến tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Ba người thân thể run lên một cái, áp sát vào trên vách tường. Âm thanh càng lúc càng gần, ước chừng thoáng một cái, bà Bảo nhảy ra ngoài, sử dụng ra bảo bảo quyền. Bảo Thúc, nhớ để lại người sống đó. Vương Quân Diệt vội vàng hô, thế nhưng đã muộn, hai người giấy bị bảo bảo đánh cho thành tro bụi. Vương Quân Diệt bĩu môi nhìn bảo bảo. Bảo Thúc, ấy không phải gọi người là để người còn sống sao? Ok Tiểu Quân Diệt, ngươi hôm nay cũng không tệ đó. Hắn làm như không nghe Vương Quân Diệt nói, ngẩng cái đầu nhỏ cười hì hì. Ây, thật vất vả mới biết người giấy biết nói chuyện, vốn là định từ miệng chúng moi ra tin tức một chút, như vậy cũng tốt. Bây giờ người đánh chết cả rồi, Bảo Thúc, người nói phải làm sao đây? Bà Bảo xoa tay nhỏ nhỏ giọng, vậy ta giúp người bắt một con vậy. Chương 1005, giấy chát người, phần 1. Vương Quân Diệt trợn mắt đá bà Bảo một cước. Bảo Thúc, người đừng có lằng nhằng, đi nhanh lên. Nói mồm là được rồi, sao lại đánh ta vậy? Bà Bảo mất hứng, lẩm bẩm một câu, xoay người đi vào bên trong. Đường đi tối mom, chỉ có nghe tiếng thở phì phò của cả ba người. Càng đi vào bên trong, tà khí lại càng nồng nặc. Phù quang của linh phù cũng không kiên trì được bao lâu, bị tà khí dập tắt. Vì vậy, ba người chỉ có thể mò mẫm trong bóng tối. Tiểu đệ, ngươi đang làm gì vậy? Cái gì đó, ta đâu có làm gì. Vương Quân Diệt dừng bước lại. Không phải là ngươi hướng về phía ta thổi một hơi sao? Chị nói bậy cái gì vậy? Em làm gì có tâm tình chơi đùa. Lời này vừa nói, hai chị em thoáng cái khẩn trương, khí thế ngưng thần, chậm rãi giơ bàn tay lên đánh ra bên ngoài. Phanh một tiếng, hai trưởng đối nhau. Hai chị em Vương Quân Diệt đồng thời lui về đằng sau. Chị, cẩn thận một chút, tu vi của hắn rất cao đó. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Em biết. Hai người không dám thở mạnh, ngừng thở, quan sát động tĩnh. Đúng lúc này, một cỗ gió đập vào mặt. Vương Quân Diệt lách mình né tránh, đem bàn tay chộp vào trong tay. Vương Quân Diệt cười lạnh. Ta để xem ngươi chạy đường nào. Tiểu đệ, ta cũng túm nó. Bảo Bảo làm phép, tỏa ra một đám lửa, mắt đầy nghi ngờ, không hiểu hai chị em Vương Quân Diệt đang làm gì. Ngươi đang làm gì vậy? Bảo Thúc, đừng có nói nhảm, vội đem người giấy đâu. Vương Quân Diệt nghiêng đầu vừa nhìn là mình túm lấy tay của tỷ tỷ mình. Bàn tay của Vương Khả cũng đang túm lấy cổ tay của Vương Quân Diệt. Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ. Ca ca, nếu như biết các ngươi ngu như vậy thì sẽ tức điên lên mất thôi. Hai chị em buông tay, lúng túng cười một tiếng. Bảo Thúc, sự tình vừa mới phát sinh ấy,
Thúc phải giữ bí mật đó. Ta tại sao phải giữ bí mật? Ta mách ca ca, hai người các người bị đánh, ta càng vui đó. Nghe nói như vậy, Vương Khả nhỏ giọng bảo Thúc, thời điểm đi ra, cha đã nói là người bảo vệ tốt chúng ta đó. Người nếu như tố cáo chúng ta nói người không có bảo vệ chúng ta, ngược lại đi chơi khắp nơi, đến lúc đó không có cơm ăn, còn bị nhốt đó. Tiểu nha đầu, bà Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn mất hứng nói một câu. Vương Quân Diệt cười cười. Mệnh môn của Bảo Thúc chính là ăn chơi, chỉ cần túm được cái mệnh môn này thì hắn cái gì cũng thỏa hiệp. Tuy nói bà Bảo rất dễ được ăn chơi hấp dẫn, thế nhưng hắn vẫn có nguyên tắc của mình, đó chính là tuyệt đối không có quen biết chơi bời đùa bỡn. Vương Khả cau mày lại một cái, nhẹ giọng, vừa rồi thật sự là có đồ vật thổi hơi về phía ta, nếu không ta cũng không lo lắng như vậy. Vừa nói, ba người vừa nhìn ra xung quanh. Chị, hướng chị thổi hơi hẳn là nó đó. Vương Quân Diệt đầu hơi ngảnh sang, nhìn trên trần nhà có một con người giấy. Một con người giấy giống như con thằn lằn đang bám lấy trần nhà, một đôi ánh mắt trống rỗng nhìn về ba người. Con người giấy này nhìn không giống hai con người giấy lúc trước, thân thể độ linh hoạt tựa hồ cao hơn, thân thể hơi cong, tứ chi bám chặt trần nhà. Bảo Thúc, sao lại là ta vậy? Tại vì người tu vi cao cường đó có thể một động tác một cái đã bắt được tên người giấy này. Khuôn mặt nhỏ của Bảo hiện lên một nụ cười, thoáng hiện ra trước mặt của người giấy. Bàn tay túm lấy cổ người giấy, đem ấn ở trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu. Tiểu Quân Diệt, trả người giấy cho ngươi này. Vương Quân Diệt gật đầu một cái, từ trong tay Bảo cầm lấy người giấy, trầm giọng, có biết là chuyện gì không? Người giấy phát ra một trận tiếng khè lưỡi như là từ rắn vậy, trên người tản ra một cỗ yêu khí như có, như không. Nhận ra điểm này, Vương Quân Diệt xé người giấy, định thần nhìn lại. Ở bên trong thân thể có một cái lồng thật mỏng, giống như là bong bóng, bay bay trong thân thể của người giấy. Ở bên trong cái lồng có một con thằn lằn đang thè lưỡi. Là chuyện gì vậy? Vương Khả nhỏ giọng. Vương Quân Diệt đáp, đây là con thằn lằn yêu linh, là dùng để khống chế người giấy. Vậy những người giấy lúc trước chúng ta đối phó, tại sao lại không thấy? Ta cũng không rõ nữa. Chắc là những thứ người giấy kia là trực tiếp làm phép để điều động. Nói xong, Vương Quân Diệt nhìn về phía con thằn lằn, nhỏ giọng, có nghe lời ta nói chuyện hay không? Con yêu tinh thằn lằn lắc đầu. Người biết những người giấy bị tóm kia như thế nào mà ra? Còn những người bị mất tích ở đâu hay không? Con thằn lằn tinh gật đầu. Có thể dẫn chúng ta đi không? Con thằn lằn tinh lắc đầu. Vương Quân Diệt lại hỏi, tại sao không? Có phải là không có chỗ tốt? Có người khống chế ở trong bóng tối, người dẫn chúng ta đi thì sẽ bị hồn phi phách tán. Con thằn lằn lại gật đầu một cái. Thấy như vậy, Vương Quân Diệt nhìn bọn Bảo liếc mắt, làm sao bây giờ? Ta không biết gì đâu, đừng có hỏi ta đó. Bảo lắc lắc đầu. Vương Quân Diệt đảo mắt trắng dã, nhìn yêu linh con thằn lằn. Người có thể dẫn chúng ta tìm tới những người bị tóm kia không? Ta cứu người ra ngoài, hơn nữa còn giúp người trọng tổ thân thể. Yêu linh con thằn lằn thè lưỡi một cái, ánh mắt chuyển động, có chút động tâm. Có đồng ý hay không? Thấy con thằn lằn gật đầu, Vương Quân Diệt đưa nó túm từ trong người giấy, bóp vỡ cái lồng, đem yêu linh của con thằn lằn đặt dưới đất. Con thằn lằn tinh nghiêng đầu liếc mắt nhìn ba người, thè lưỡi rất nhanh bò vào bên trong, đuổi theo. Ba người vội vàng đuổi theo con thằn lằn tinh. Nó mang theo bọn họ quẹo trái quẹo phải đi như trong mê cung. Mấy phút sau nó dừng lại, quay đầu lè lưỡi. Ba người ngẩng đầu nhìn. Ở đối diện hơn 10 thước, có ba người giấy u ám. Một người giấy trong đó nhìn con thằn lằn, trong mắt trống rỗng tỏa ra u quang cửu hận. Một đạo tiếng gào thét trầm thấp từ trong cơ thể truyền ra. Hai con người giấy hướng thằn lằn nhào tới. Yêu linh của con thằn lằn uốn người chạy tới chỗ bọn Vương Quân Diệt. Thấy vậy, Vương Quân Diệt nói, Bảo Thúc, người xuất thủ tiêu diệt bọn họ. Ta muốn xuất thủ thì ai thắp đèn cho các ngươi? Hai chị em nhìn một cái, ở trên tay Bảo đang cầm một quả cầu lửa, hai mắt nhìn nhau. Vương Khả nhẹ giọng, để ta tới. Chị cẩn thận một chút vậy. Không sao đâu.
Vương Khả cười nhạt, vung kiếm gỗ đào xông ra, ngăn cản hai con người giấy. Hai con người giấy không truy kích con thằn lằn, buông tay đối phó với Vương Khả. Vương Khả ngọc thủ đánh ra, đánh vào trên người hai con người giấy, nhất thời nó nổ thành mảnh nhỏ. Hai đạo u hồn từ bên trong bay ra, hai con quỷ tức giận gầm thét, dương nanh múa vuốt nhào đến. Vương Khả rút ra kiếm gỗ đào, bảo kiếm tóe ra hàn quang, gào thét, hai con quỷ né tránh. Ở trong một trận kêu thê lương thảm thiết, tan thành mây khói. Một con người giấy còn lại biết không ổn, liền xoay người bỏ chạy. Vương Khả rung cổ tay, bảo kiếm mang hàn quang bắn tới, đem hai con người giấy ghim vào trên vách. Hai con người giấy ánh mắt đầy cù hận, chằm chằm nhìn ba người. Trong ánh mắt, u quang dần dần khuếch tán, rất nhanh đã lan tràn đến toàn thân của người giấy. Chỉ nghe phanh một tiếng, người giấy nổ tung, ở bên trong quỷ hồn cũng hồn phi phách tán. Thấy một màn này, Vương Quân Diệt khẽ nhíu mày, người giấy mà lại biết tự sát, muốn dò ra tin tức xem ra cũng không có dễ dàng rồi. Chương 1006, giấy chát người, phần 2. Thấy người giấy chết, con thằn lằn tinh mới bỏ ra, tiếp tục dẫn đường. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi, dù sao cũng có người biết ba người tiến vào. Thật ra thì nếu như có thể, bọn họ thà đụng phải đau thương thật, cùng người giấy đánh lộn một trận còn hơn. Ở bên ngoài rạp hát, tà khí bao phủ dần dần khuếch tán, phạm vi càng ngày càng rộng. Rất nhiều người không chịu rời đi, bị tà khí nhập thể, té xuống đất bất tỉnh nhân sự. Bọn Sương Sườn lái xe cách một khoảng, lo âu nhìn lại nơi này. Hứa Đại Tráng nghiến răng: "Sương Sườn, cậu nói là bọn tiểu tứ sẽ có chuyện gì hay không vậy?" "Bọn tiểu tứ bản sự cao cường, nhất định là không sao đâu." "Nhưng mà cậu xem, nhiều người hít phải tà khí đều bất tỉnh nhân sự đó. Vốn là cảnh sát cứu người và bác sĩ cũng bị ngã xuống đất. Tôi lo là bọn tiểu tứ ở bên trong liệu có phải cũng giống như vậy?" Sương Sườn ánh mắt ngưng trọng, không hề trả lời Hứa Đại Tráng. Hứa Đại Tráng than nhẹ một tiếng, lặng lẽ cầu nguyện ở trong lòng, hy vọng bọn Vương Quân Diệt có thể bình an vô sự cứu người ra. Ở bên trong rạp hát, ba người đi theo sát con thằn lằn, nhưng đi vài chục phút không thấy có một bóng người. Ba người bắt đầu hoài nghi con thằn lằn tinh có phải đang hãm hại bọn họ hay không. Trong lúc bọn họ chuẩn bị làm khó dễ, con thằn lằn tinh đột nhiên nghiêng đầu, hít hít hà hà hai tiếng. Hai người dương mắt nhìn, đến trước mặt là một cái màn tre lớn. Vừa khỏi hỏi: "Ở trong đó là cái gì vậy?" Con thằn lằn tinh gật đầu một cái. Ba người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó Vương Quân Diệt chậm rãi vén lên bức rèm tre. Định thần nhìn lại, ở bên trong ánh đèn ảm đạm, trên mặt đất rồi khắp nơi đứng ngồi đầy người. À, phía trước có một màn ảnh khổng lồ, giờ phút này đang diễn kịch đèn chiếu. Ở phía sau màn ảnh truyền ra âm thanh để cho họ giận cả tóc gáy. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn con thằn lằn, sau đó nói với Vương Khả: Chị thu con thằn lằn lại, sau này để cha giúp hắn trọng tổ thân thể." Vương Khả gật đầu, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ để xuống đất. Con thằn lằn tinh rất nhanh bò vào, cất bình ngọc, ba người chậm chậm đi tới. Trong giây lát, một tiếng hét chói tai nổ vang, đột nhiên một âm thanh xuất hiện để cho ba người lông tóc dựng đứng, cảnh giác nhìn bốn phía. Thấy không có việc gì, Vương Quân Diệt thở dài một hơi nhẹ nhõm, đi nhanh đến chỗ ngồi, đưa tay vỗ vỗ một người. Người này chậm chậm quay đầu, môi đỏ răng trắng, bộ dáng dọa cho Vương Quân Diệt nhảy dựng. Ở nơi này, người chính là một người giấy. Bà Bảo nhảy đến trên bả vai của Vương Quân Diệt nhỏ giọng: "Tiểu Quân Diệt, ngươi sao vậy? Ta cảm giác có gì không đúng đâu." Vương Quân Diệt trầm ngâm chốc lát, bảo thúc: "Tỷ tỷ, chúng ta chia nhau ra kiểm tra một chút ở đây, xem có phải tất cả đều là người giấy hay không." Ba người chia nhau ra hành động, đi qua những chỗ ngồi, từ đằng sau kiểm tra tới đằng trước, kiểm tra qua mấy hàng đều lắc đầu, bọn họ không có một người sống, toàn bộ ở đây đều là người giấy. Rất nhanh, đem toàn bộ những chỗ ngồi kiểm tra xong, ba người tụ tập lại. Vương Khả nói: "Tiểu đệ, đều là người giấy đó." "Đúng rồi, không có một ai sống cả." "Chẳng lẽ là con thằn lằn tinh lừa gạt chúng ta sao?" Bà Bảo cau mày một cái. Vương Quân Diệt lắc đầu:
Con thần lần tinh hẳn là không gạt chúng ta. Ở đây chính là địa phương quan sát kịch đèn chiếu. Khả năng trước khi chúng ta tới, ngồi đây toàn là người. Nghe đến lời này, hai người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Một luồng khí lạnh từ trong lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Cảm giác thật sự là quỷ dị. Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, nghiêm nghị quát lên: "Ai giả thần lộng quỷ, mau cút ra đây cho ta." "Người nói với chúng ta sao?" Lời còn chưa dứt, một trận cười vui vẻ, không nam không phải là nữ, đan xen lẫn nhau ở trong phòng chiếu phim vang lên. "Là ai đang nói chuyện vậy?" "Không phải người tìm chúng ta sao?" Vương Quân Diệt nghiêng đầu nhìn thấy Bảo Bảo đứng ở trên ghế. Bảo Bảo lắc đầu: "Có bản lĩnh thì đi ra đây." "Tiểu đạo sĩ, các người có thể đi vào chứng minh bản sự của mình. Bất quá chúng ta muốn đi ra, sợ rằng bản lĩnh các người vẫn chưa làm được. Chúng ta đi trước, người từ từ đối phó với người giấy này vậy." Âm thanh quỷ dị vang lên, toàn bộ đèn chiếu ở trong phòng chiếu phim tắt đi. Trong giây lát, lam quang sâu kín chiếu toàn bộ trong phòng. Nhất thời, toàn bộ phòng chiếu phim tràn đầy một loại bầu không khí vô cùng kinh khủng. Vương Quân Diệt nuốt nước miếng, nhìn về phía chỗ người giấy. Người giấy nhìn lại, tét miệng cười, khí tức vô cùng kinh khủng, khó mà dùng lời tả được. Đột nhiên, toàn bộ người giấy nhảy dựng lên, ở giữa không trung bay tới bay lui, tiếng nghiến răng, âm thanh đau nhói. Hai chị em Vương Quân Diệt cảm thấy thần kinh căng thẳng. Bà bảo bởi vì tu vi cao cường, loại âm thanh này không có ảnh hưởng đối với hắn. Một con người giấy song trưởng đánh tới Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cũng đánh ra song trưởng, cùng bàn tay của người giấy chống cự. Người giấy tốc độ xuất trưởng vô cùng nhanh, Vương Quân Diệt phải dùng hết sức mới miễn cưỡng bắt kịp. Tứ trưởng phong tán, Vương Quân Diệt quần áo đều bị phồng cả lên. Bà bảo cặp mắt tê hí trừng to, đây là người giấy hay sao? Bốn trưởng đối nhau, người giấy bay văng ra ngoài, lẫn vào trong đám người giấy. Vương Quân Diệt lảo đảo lui về đằng sau hai bước mới đứng vững được. "Vừa rồi tại sao người không giúp?" "Cái này tiểu Quân Diệt, ta cùng với bình thường nhìn ngây người, lúc đó ta mới khôi phục lại đó." Vương Quân Diệt trợn mắt nhẹ giọng: "Bọn họ đó là người giấy đó, căn bản là cao thủ võ lâm chứ người giấy cái gì. Mới vừa rồi cùng một người giấy đánh nhau lâu như vậy còn vẫn không chiếm được thượng phong." "Chúng ta cũng nhìn mà." Vương Quân Diệt ngẩng đầu liếc mắt quay lại giữa không trung, rất nhiều người giấy đang bay. Muốn đánh thì giống như là lợi hại như vừa rồi, phòng chừng đến bảo thúc cũng không ăn được. "Lại tới nữa sao?" Vương Quân Diệt cả kinh, rút ra trảm quỷ đao giơ ra bên ngoài. Ánh mắt của người giấy lại tỏa ra u quang. U quang hơi lóe lên, song trưởng vỗ tới. Trảm quỷ đao đem người giấy bổ làm đôi. Bất quá dù là như vậy, song trưởng vẫn ầm ầm đánh lên bả vai của Vương Quân Diệt. Lực lượng rất mạnh, đem thân thể của Vương Quân Diệt trùng kích cho ngồi bệt xuống. Người giấy bị chém thành hai nửa bay ở ngoài, lại khép lại giữa không trung. Người giấy này cùng lúc trước gặp phải không quá giống nhau. Trong thân thể của bọn họ không có nhánh trúc để chống đỡ, hoàn toàn là giấy. "Các người động thủ đi." "Khả Nhi, vội cái gì? Người giấy bây giờ đang đối phó với tiểu Quân Diệt, lại không ra tay với chúng ta, đừng có lãng phí thức sức lực." Bảo thúc. Bà bảo cười một tiếng: "Ta sẽ không xuất thủ đâu." "Tỷ tỷ..." Vương Khả vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng cúi đầu vừa nhìn bảo thúc kéo tay nàng, căn bản là không có động được. Vương Quân Diệt dở khóc dở cười: "Bảo thúc còn có đắc tội gì người đâu?" "Không có, là ta muốn nghỉ ngơi thôi." "Vậy người mau buông chị con ra để cho nàng giúp con." "Không buông." "Bảo thúc à." "Tiểu đệ, cẩn thận sau lưng." Vương Quân Diệt vừa nói hai chữ, Vương Khả vội vàng nhấc trảm quỷ đao chém ra, đem toàn bộ người giấy tạt ra ngang. Thế nhưng xuất hiện một màn ngoài ý muốn, đầu của người giấy rơi xuống, một cỗ máu tươi phun ra, vẩy lên mặt của Vương Quân Diệt. Hắn ngây ra như phỗng, người giấy cũng đổ xuống.
Chương 1007, giấy chát người, phần 3. Vương Quân Diệt ngơ ngác, mùi vị máu tươi làm cho thần kinh của hắn đau đớn. Là chuyện gì? Người giấy tại sao lại chảy máu? Bà Bảo cùng Vương Khả cũng trợn mắt há mồm, rõ ràng là người giấy, làm sao lại chảy máu? Nếu như quả thật là người, Vương Quân Diệt đã đoạt nhân mạng, pháp luật của nhân gian sẽ không tha cho hắn, địa phủ sẽ truy cứu trách nhiệm. Ngay khi hắn đang ngơ ngẩn, thi thể chia lìa té xuống đất lại đứng lên. Ở trong vũng máu, giấy dầu đang tét miệng cười, bàn tay chộp tới ngực của Vương Quân Diệt. Nhìn một màn này, Vương Khả vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Vương Quân Diệt mạnh mẽ khôi phục lại tinh thần, theo bản năng lấy ra trảm quỷ đao. Người giấy một cánh tay thò ra, một cỗ máu tươi bắn ra văng trên mặt đất. Người giấy rớt ra ngoài, ở trong miệng phát ra âm thanh thảm thiết. Cánh tay còn lại lại giống như vậy, bụm lấy tay cột. Vương Quân Diệt xách trảm quỷ đao, cả người run rẩy không ngừng lắc đầu, bộ dáng cực kỳ giống như tên nghiện ma túy đang phát tác. Vương Khả vội vàng đi tới, ấn xuống bả vai của Vương Quân Diệt. Tiểu đệ, ngươi làm sao vậy? Chị, em đã giết người đó. Tiểu đệ, ngươi không giết người, đầu bị chặt xuống là chết không thể động, nhưng người kia còn động kìa. Là em giết người, máu của hắn phun lên mặt em cảm giác được đó. Bàn tay của Vương Quân Diệt phụ buông lỏng một chút, trảm quỷ đao rơi xuống đất. Tiểu đệ. Vương Khả nghe tiếng kêu khóc nhìn lên, nàng nhìn bộ dáng này của Vương Quân Diệt trong lòng khó chịu. Lúc này, bà Bảo thân hình chợt lóe lên xuất hiện ở trên bả vai của Vương Khả, cặp mắt lướt qua vẻ ngưng trọng. Để cho hắn ngưng thần đi, không thể để cho màn phát sinh kia trở thành tâm ma của hắn. Nếu không, con đường tu đạo của hắn bị hủy đó. Không nghĩ đến hắn xuống núi lâu như vậy mà tâm trí còn yếu kém như thế. Con cũng biết, nhưng tiểu đệ bây giờ bị như vậy thì làm sao có thể tĩnh khí ngưng thần được. Bàn tay nhỏ của bà Bảo đặt lên mi tâm của Vương Quân Diệt, một cỗ linh lực nhu hòa như thủy triều quán thông vào trong cơ thể của hắn. Hắn dần dần yên tĩnh, nhưng thân thể vẫn không nhịn được khẽ run lên. Bàn tay của bà Bảo vỗ lên bả vai hắn, đem Vương Quân Diệt đã ấn ngồi xuống đất. Niệm thanh tâm chú đi, toàn bộ thanh trừ những ý nghĩ độc ác ở trong lòng. Vương Quân Diệt chậm rãi nhắm mắt, trong lòng niệm thanh tâm chú. Xoay lại giữa không trung, đám người giấy cứ bay đi bay lại, phát ra những tiếng kêu làm cho người ta sợ hãi. Bà Bảo ngẩng lên nhìn người giấy, ánh mắt đầy lửa giận. Đột nhiên cái miệng chu lên linh lực, kèm theo âm thanh bùng nổ. Những tiếng bịch bịch vang lên, có không ít người giấy trực tiếp bị âm thanh này của hắn đánh vỡ. Một cỗ máu tươi đỏ thắm vẩy xuống, trong nháy mắt toàn bộ phòng khách chiếu phim tràn đầy một cỗ mùi gây máu tanh. Vương Quân Diệt thân thể lại run rẩy. Bà Bảo thấy tình huống không đúng, bàn tay nhỏ ở trên lỗ mũi vẹt một cái, phong bế hơi thở. Bà Bảo nghiêng đầu nhìn Vương Khả. Tiểu Khả, ngươi chiếu cố Tiểu Quân Diệt, ta đi đối phó với người giấy. Sau đó bắt chân dậm mạnh lên vai của Vương Khả, thân thể xông lên sử dụng bảo bảo quyền, đem cho đám người giấy đánh chia năm xẻ bảy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng chiếu phim tà phong huyết vũ, kích thích con mắt của Vương Khả. Vương Khả tuy nói đi theo bên cạnh cha mẹ, cũng từng giết không ít yêu ma quỷ quái, nhưng lần đầu tiên nàng nhìn thấy tình cảnh máu tanh đến như vậy. Cũng may tâm trí của nàng đủ kiên định, bằng không tình cảnh phát sinh trước mắt cũng sẽ trở thành tâm ma của nàng. Bà Bảo giữa không trung cùng người giấy đấu vài chục phút, hắn trở lại bên cạnh Vương Khả, cặp mắt ngưng trọng nhìn người giấy. Vương Khả hỏi: Bảo thúc, thế nào? Không đúng. Cái gì không đúng? Bà Bảo ngón tay nhỏ chỉ những con người giấy còn lại. Những giấy này là phi thường lợi hại, động tác nhạy bén, lực lượng còn rất là lớn đó. Hoàn toàn không giống như là người giấy, lại giống là người đó. Cái gì? Ta nói là giống như người. Bảo thúc, người đến cùng là muốn nói gì vậy? Bà Bảo nháy mắt chậm rãi. Trong cơ thể của người giấy có lệ quỷ, hơn nữa ta cảm giác toàn bộ phòng chiếu phim đều là ảo tưởng thôi. Ảo ảnh? Vậy chúng ta nhìn thấy là giả?
không phải là hoàn toàn, ít nhất người giấy này là thật. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Bà Bảo liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt, ngay sau đó nói: chờ Tiểu Quân Diệt tỉnh lại rồi tính. Bà Bảo tu vi cao cường, không đến nỗi bị người giấy phát ra âm thanh nhiễu loạn tâm thần. Tự nhiên có hắn, Vương Khả có thể bình yên vô sự. Thời gian như nước trôi, một chốc lại một chốc trôi qua. Ước chừng qua nửa giờ, Vương Quân Diệt từ từ mở mắt. Thấy vậy, bà Bảo hỏi: Tiểu Quân Diệt thế nào? Còn tiểu đệ, người nhớ đó, người vừa rồi giết không phải là người, mà là người giấy thôi. Người là con trai của Vương Tiểu Thất, không thể bị loại cục diện này hù dọa. Người nếu như có tâm ma, cha sẽ rất tức giận đó. Nghe vậy, Vương Quân Diệt hít sâu một hơi, chậm rãi: chị, em biết rồi. Vương Quân Diệt lau sạch máu ở trên mặt, nhặt lên trảm quỷ đao ở trên đất. Trảm quỷ đao cầm vào tay, một đạo sát ý mãnh liệt khuếch tán. Hai con người giấy xông vọt tới. Ánh mắt của Vương Quân Diệt đông lại, mạnh mẽ ngẩng đầu, kéo ra đao hoa ngăn trở lại người giấy. Trảm quỷ đao khát máu, uy lực tăng gấp bội. Ầm một tiếng, một chưởng đối diện, Vương Quân Diệt lảo đảo lui về phía sau mấy bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm người giấy. Cứ đánh như vậy cũng không phải là biện pháp, cho dù đánh nát người giấy, hắn sẽ lại động lại như cũ. Bảo Thúc, người có thể không thể mấy chiêu tiêu diệt toàn bộ người giấy sao? Bà Bảo lắc đầu: ta nói rồi, vừa xuất thủ đối phó với người giấy, bọn chúng rất lợi hại đó, ta làm không có trượt đâu. Vương Quân Diệt cắn môi suy nghĩ, từ trong túi đeo lưng lấy ra thiêu hỏa côn đưa cho Bảo Bảo. Bảo Thúc, đây là pháp khí cha con cho đó, người thử một chút có thể rút ra được không? Bà Bảo hiếu kỳ nhận lấy thiêu hỏa côn, chớp mắt một cái: vật này có tác dụng không? Thì rút ra thử xem. Tỷ, chúng ta lùi về sau. Hai chị em lùi về đằng sau vài chục bước. Bà Bảo đưa tay lên không trung, nắm chuôi kiếm dùng sức vận động. Trong một giây lát, một cỗ kiếm khí cường liệt bung ra, xé nát hơn phân nửa đám người giấy. Ầm một tiếng, kiếm quang lóe lên, tiếng kêu ré lên liên hồi. Đám người giấy bị kiếm khí xé tan thành từng mảnh, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, rơi xuống trên mặt đất. Bà Bảo cua cua mấy cái, đem toàn bộ người giấy trong phòng thu dọn sạch sẽ, đem bảo kiếm cho vào trong vỏ. Hắn ôm bảo kiếm tới, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng hưng phấn: Tiểu Quân Diệt, thanh kiếm này ca ca mang đến từ tiên giới đó, thật là lợi hại. Người nếu như lấy sớm ra một chút thì cũng không phát sinh ra sự tình vừa rồi. Là còn không nghĩ ra, đối phó với đâm một ít người giấy, muốn động thủ dùng thanh kiếm này. Bà Bảo gật đầu một cái: mau cất bảo kiếm đi, đừng có để bị người khác lấy được. Vương Quân Diệt thu lại bảo kiếm. Đúng lúc này, ở phòng chiếu phim, một mảnh ánh đèn mở trong bóng tối sáng lên. Ba người nhìn nhau, bà Bảo nhỏ giọng: là ảo ảnh bị phá đó. Ảo ảnh? Không sai, vừa mới rồi chúng ta thân ở bên trong ảo ảnh đó. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cúi đầu nhìn, phát hiện ở trên đất, ngoại trừ một ít vỏ trái cây vỡ vụn, cũng không có gì cả. Chương 1008, Quỷ Đại Sư, phần 1. Hắn nặng nề thở một hơi, bà Bảo nhìn hắn nhẹ giọng: Tiểu Quân Diệt, người không có loại kiên quyết như ca ca người. Ca ca ngươi chưa bao giờ bị giết lầm mà cảm thấy bi thiết cả. Con biết. Biết là tốt rồi, đi thôi, tìm những người đã bị mất tích thôi. Vương Quân Diệt gật đầu một cái, đi xung quanh một vòng, phân biệt phương hướng, hướng bên phía sau phòng chiếu phim mà đi tới. Ở phía sau màn ảnh có 8 cái người giấy kim phấn trang sức màu đỏ giống như đúc. Bà Bảo nhìn những người giấy này thì nổi giận, bàn tay vung lên, trực tiếp hóa thành giấy vụn bay đầy trời. Ba người kiểm tra một chút phía sau màn ảnh, không có phát hiện ra những địa phương khác thường. Nơi này không có đường rồi. Không chắc. Vương Khả mỉm cười, chỉ mặt đất, sau đó chỉ về phía Bảo Bảo. Bảo Thúc, giao cho người đó. Hay loại chuyện này còn phiền ta nữa. Bà Bảo mất hứng, lầm bầm một câu, nhảy lên trên, quả đấm đập xuống, sàn nhà nổ tung,
mảnh vụn bay tán loạn. Một cái lỗ vào xuất hiện trong tầm mắt. Vương Quân Diệt nhìn cái lỗ hỏi nhỏ: "Chị, làm sao chị biết ở dưới đất có đường vậy?" "Ta đoán." "Đoán chuẩn như vậy sao?" "Đó là tự nhiên. Ngươi cho rằng tỷ tỷ ngươi không có một chút bản lĩnh là sao?" Vương Quân Diệt hậm hực cười một tiếng: "Hey, tỷ là đương nhiên là rất giỏi rồi. Ngươi nịnh hót, mau đi xuống đi." Nói xong, bà Bảo dẫn đầu nhảy vào. Vương Quân Diệt theo sát bà Bảo. Vương Khả cũng đi xuống. Ở dưới đất là dùng gạch mà xây thành. Ở trên tường bày rất nhiều cây nến màu trắng. Ở sâu kín trong ánh lửa làm cho người ta có một loại cảm giác âm trầm. Trước mắt chỉ có một con đường. Ba người cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Mấy phút sau, đi tới một cái lối đi. Nhìn lướt qua, ngoại trừ con đường của bọn họ, còn có 6 con đường như vậy. Bà Bảo gật đầu một cái: "Ta không biết đi một cái nào cả, tự các ngươi lựa chọn thôi." Chị nói đi. Ta cũng cảm thấy là ngươi làm đi. Vương Quân Diệt gật đầu, trong lòng thầm cân nhắc, chỉ một con đường ở bên trái. "Nếu như mọi người đã nói như vậy, thì đi bên này đi." Ba người đi lên lối đi mà Vương Quân Diệt đã chọn. Bọn họ rời đi không bao lâu, 6 cái lối đi còn lại đột nhiên biến ảo. Trong chốc lát cũng không phân rõ cái nào với cái nào. Đi đường đêm vốn sợ nhất là gặp quỷ, bất quá nên tới thì vẫn phải tới. Ba người ở lối đi đi 7-8 phút, một lần nữa xuất hiện ở trên một mảnh đất trống. Thấy vậy, Vương Quân Diệt nhướng mày: "Sao ta cảm giác lại quay về chỗ cũ vậy?" "Không, đây là một nơi khác rồi." Bà Bảo nói: "Bà Thúc, làm sao mà người biết đây là một nơi khác?" Bà Bảo chắp bàn tay nhỏ sau lưng đi đến giữa, ngón tay chỉ: "Mới vừa rồi ta đứng ở chính giữa xem một chút, đã nhớ phương vị của lối đi mà." Lúc trước đó, ở bên tay trái là 3 cái lối đi, ở trước mặt một cái, bên tay phải là 2, phía sau 1. Bây giờ ngoại trừ một cái ở trên trước mắt thì 3 nơi khác đều là 2, cho nên khẳng định không phải là một chỗ. "Nếu như có trận pháp thì sao?" Bà Bảo khuôn mặt đỏ lên, nhảy lên bả vai của Vương Quân Diệt, hai tay nhỏ gõ đầu hắn một cái: "Ngươi cố ý sao?" "À, là con thuận miệng nói thôi." "Không cần nói, có người tới đó." Đột nhiên Vương Khả nhìn thấy sang một bên, nhẹ giọng. Bọn Vương Quân Diệt gật đầu, cẩn thận đi đến lối đi, thân thể áp sát vào tường, nín thở chờ người trong lối đi đi ra. Trong chốc lát có một thân ảnh xuất hiện, bất quá không phải là người mà là quỷ. Hai con quỷ, một nam một nữ, bay ra, bị Vương Quân Diệt sợ hết hồn. Nhìn trang phục hai con quỷ là có chút niên đại. Quỷ nam phiêu giật lên: "Ta người là mới tới." Cái gì mà mới tới?" Vương Quân Diệt nghi ngờ. "Các người nếu như không phải là mới tới, làm sao lại xuất hiện ở đây?" Con quỷ nam nhìn sang nữ quỷ bên cạnh, kéo kéo nhẹ giọng: "Mới tới đều giam chung một chỗ, bọn họ là đến giúp những người sống kia đó." "Các người là quỷ trông chừng ở đây sao?" "Đúng, thì sao? Ta khuyên các người nên rời đi, nếu để cho quỷ đại sư phát hiện, các người không đi được nữa đâu." "Quỷ đại sư là cái mẹ gì vậy? Người to gan lại dám khinh nhờn đại sư." Hai con quỷ giận tím mặt. Vương Quân Diệt hừ lạnh một tiếng. Đối phó với người giấy hắn không làm được, thế nhưng đối phó với quỷ thì cũng có bản lĩnh. Nghe hai con quỷ vừa trò chuyện, bọn họ cái gì mà mới tới, phỏng chừng chính là hơn 200 người mất tích. Vương Quân Diệt thân hình lóe lên, hướng hai con quỷ nhào đến. Hai con quỷ sợ hết hồn, vội vàng chạy về trong lối đi. Hai con quỷ này tu vi không cao, không có thể tránh. Một tay bấm lên cổ con quỷ quát khẽ: "Các người nói quỷ đại sư lên là ai?" "Quỷ đại sư chính là quỷ đại sư." "Là mới tới đây sao?" "Là mới tới, là..." Nữ quỷ muốn trả lời bị nam tử mắng: "Người không thể nói, chúng ta nếu như bị quỷ đại sư biết sẽ không tha cho chúng ta đâu." Nữ quỷ cả người run rẩy, ngậm miệng không nói. Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng: "Quỷ đại sư không tha cho các ngươi, ta càng không tha cho các ngươi. Nếu như không nói,
tao lập tức đánh cho các ngươi hồn phi phách tán. Ngươi là đạo sĩ? Không sai. Làm sao bây giờ? Hắn là đạo sĩ đó. Nữ quỷ run rẩy nhìn về phía nam quỷ. Nam quỷ tựa hồ không tin, vì vậy cũng không quá sợ hãi. Vương Quân Diệt lập tức móc ra thiên bút cắm vào mi tâm của nam quỷ. Nam quỷ kêu không thành tiếng, trực tiếp phọt ra nôn toe toét cả ở mồm và ọc ra cả phân ở đít. Nữ quỷ mở chừng hai mắt. Đại sư, ta quỷ gối, xin tha cho ta một mạng. Chỉ cần ngươi thành thật khai báo, ta chẳng những tha cho ngươi, còn có thể đưa ngươi đi địa phủ đầu thai đó. Vừa nói, Vương Quân Diệt buông lỏng tay, nữ quỷ quỳ sụp xuống run lẩy bẩy. Vương Quân Diệt nhìn nữ quỷ từ tốn, ngươi thành thật khai báo, ta tha chết, còn đưa ngươi đi đầu thai, chuyện tốt như vậy, hy vọng ngươi đừng có cự tuyệt. Nữ quỷ gật đầu, khóc nức nở. Đại sư, ta muốn nói, nhưng quỷ đại sư rất lợi hại, tay chân của hắn có thể đưa đến địa phủ, đoạt chúng ta tới đâu. Quỷ đại sư là bắt các người từ địa phủ tới. Quỷ đại sư rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chúng ta không biết, chỉ biết hắn rất lợi hại. Hắn cho các người làm gì? Là trông nom nơi đây. Vương Quân Diệt quét nhìn một vòng, nhàn nhạt. Nơi này có phải là có trận pháp? Đại sư còn mắt tinh tường, nơi này là có trận pháp. Người bình thường ở đây giống như là mê cung, đi quanh một chỗ. Nữ quỷ nhỏ giọng. Các người có thể nhớ lối đi, nhưng sau khi các người rời đi, lối đi sẽ chuyển động. Vương Quân Diệt cau mày. Trận pháp này là gì? Hình như là thất sát hóa hồn trận đó. Nghe đến lời này, Vương Quân Diệt lấy ra la bàn, ở bên hông móc ra một đạo linh phù, miệng niệm chú, phù quang bắn thẳng vào bên trong la bàn, địa châm chuyển động. Phút chốc, Vương Quân Diệt lẩm bẩm: quả thật là thất sát khóa hồn trận, nhưng tại sao chỉ có 7 cửa? Thất sát khóa hồn trận là trận pháp của Mao Sơn, là một trận pháp phi thường ác độc, từ yêu quái tiêu bạt, lần này thất sát khốn thủ. Trận pháp chỗ mạnh nhất là chỗ biến đổi vô cùng, chân đạp bát môn, rút dây động rừng. Hàng đêm, đối với những vong hồn ở trong trận pháp bị giam giữ, tiến hành phệ tâm tàn phá, cho đến khi hồn phách bay ra, liền giống như là nhân loại, gặp vô cùng thảm khốc mà không chết đi được, chỉ có thể từ từ sấy khô sinh mệnh. Loại pháp trận này yêu cầu người làm phép phải chuẩn bị công thức vô cùng cao. Nếu như không phải thì không thể nào khởi động được thất sát tỏa hồn trận. Đồng thời yêu cầu người làm phép phải vô cùng lạnh lùng, thậm chí là tàn nhẫn mới có thể hấp dẫn được thất sát khởi động trận pháp. Bất quá nhìn thấy bộ dáng của nữ quỷ, thất sát khóa hồn trận này tựa hồ như là không khởi động được, ngược lại còn giống như là đang mất khóa thiên môn, mà dần dần trở thành một thứ người ta gọi là thất sát mê hồn trận mà. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.